Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Những giới trẻ và người già hiện nay rất là thích ăn chay. Và hôm nay Phương Quỳnh xin hướng dẫn quý khán thính giả nấu món nuôi chay rất là dễ. Xin quý khán thính giả cùng theo dõi. Và món nuôi chay thì tất cả những thành phần mình cần là rau củ và nấm thôi quý vị. Đầu tiên là Phương Quỳnh có một cái chén ở đây. Là mình sẽ có nửa củ hành tây, củ cải trắng và cà rốt. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nồi để nung cái này cho nước nó ngọt nha quý vị. Thì cái nước ở đây á, là thường á, là Phương Quỳnh sẽ có 8 cốc nước cho 4 người ăn. Thì mình sẽ lựa một cái củ cải trắng to, mình bào vỏ đi và mình cắt những cái khúc to như vậy. Mình không cần cắt nhỏ đâu, tại cái này là mình để mình lấy nước dùng thôi. Sau khi mà củ cải trắng ra hết nước ngọt và nó mềm thì mình có thể vớt cái củ cải trắng đi. Cà rốt cũng vậy, mình không cần cắt nhỏ đâu quý vị, tại vì cái này là mình lấy nước. Còn củ hành này mình chỉ cần nửa củ thôi để cho cái nước mình nó ngọt thêm. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ hết vào trong nồi. Rồi hồi nãy Phương Quỳnh nói thêm là chỉ cần rau củ với các loại nấm. Thì ở đây Phương Quỳnh có rất là nhiều loại nấm khác nhau. Cái tô này là Phương Quỳnh có cái nấm đầu tiên gọi là King Oyster Mushroom, nó bự như vậy nè quý vị. Quý vị mua tất cả ở chợ Việt Nam đều có những cái nấm này. Thì quý vị mua về rửa sạch, rồi mình sẽ cắt nhỏ ra thành từng cái khúc như vậy cho nó dễ ăn thôi. Mình đừng có cắt lớn quá thì nó sẽ khó ăn so với mình. Thì Phương Quỳnh cũng bỏ vào nồi luôn, tại cái nấm này mình nấu luôn cũng được, nó cũng sẽ ra nước ngọt. Còn có loại nấm thứ nhì mà Phương Quỳnh có trong tô, mình quen thuộc, rất là quen thuộc là nấm đông cô. Cái loại nấm thứ nhì Phương Quỳnh có trong tô quý vị rất là quen thuộc đó là nấm đông cô. Thì bây giờ quý vị có thể mua nấm đông cô tươi hoặc là nấm đông cô khô ở ngoài chợ, quý vị chọn loại nào cũng được. Thì ở đây Phương Quỳnh có hai loại. Cái mà quý vị thấy cái bề dày của nó hơi nhỏ hơn á, là cái loại đó là cái loại nấm đông cô khô ở trong chợ, người ta bán sẵn ở trong bịch. Còn Phương Quỳnh có những cái miếng to hơn như vậy, đó là nấm đông cô tươi, người ta cũng bán sẵn ở trong bịch ở ngoài chợ. Thì cái này thường người ta để chung với cái chỗ bán rau củ. Thì quý vị mua nấm đông cô tươi hay là khô gì cũng được. Mình về cái việc đầu tiên mình làm là mình phải rửa nấm đông cô thật là sạch. Tại vì nấm đông cô thường nó chỉ có cái mùi đất hoặc là những cái bụi bặm đóng ở trong cái nấm đông cô. Mình rửa thật sạch. Rồi quý vị sau khi rửa thật sạch thì quý vị ngâm với nước ấm cho Phương Quỳnh khoảng 3 đến 4 tiếng cho cái nấm nó mềm ra. Thì sau đó rồi mình cũng cắt những cái miếng vừa ăn như vậy. Thì cái nước mà nấu nấm đông cô quý vị đừng bỏ đi, uổng lắm. Tại vì cái nước đó là rất là thơm, ngon và ngọt. Thì ở đây là Phương Quỳnh có cái nước mà Phương Quỳnh ngâm nấm đông cô rồi. Thì mình cũng sẽ xài cái nước này chung với nước dùng. Là hồi nãy ở trong nồi của Phương Quỳnh là đã có 4 cốc nước thường. Và ở đây là 4 cốc nước đông cái nấm đông cô thì Phương Quỳnh sẽ bỏ vô nấu chung luôn. Nếu quý vị xài nhiều nấm đông cô hơn thì quý vị có thể xài hết nước của nấm đông cô luôn. Còn quý vị nào không đủ thì mình có thể bỏ thêm nước thường vô cũng được, không sao hết. Rồi như hồi nãy Phương Quỳnh nói là nấm đông cô là quý vị ngâm cho mềm rồi quý vị cắt cái chân nấm đi. Thì mình sẽ được như vậy và mình bỏ luôn vô trong nồi hầm chung với củ cải và cà rốt cho cái nước nó thêm ngon ngọt. Rồi Phương Quỳnh ngoài nấm đông cô và cái King Oyster Mushroom, Phương Quỳnh còn có thêm hai loại nấm nữa. Quý vị thích ăn loại nấm nào nhiều thì quý vị bỏ vô, hoặc là quý vị không thích ăn nấm thì quý vị có thể bỏ bớt những cái loại nấm ra. Nhưng mà Phương Quỳnh nghĩ đồ chay là toàn là rau củ với lại nấm thì rất là tốt cho sức khỏe. Thì ở đây trong cái tô này là Phương Quỳnh có hai loại nấm khác nhau. Cái nấm đầu tiên mình có là nấm rơm. Thì cái nấm rơm này rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta rồi. Thì quý vị có thể mua nấm rơm tươi hoặc là nấm rơm ở trong hộp rất là tiện. Thì quý vị mua tươi hoặc là đông trong hộp cũng vậy, là quý vị về là nhớ rửa một tí. Tại vì nhiều khi ở trong cái hộp á, cái mình không biết là nó có sạch hay không. Thì để bảo vệ sức khỏe cho mình thì quý vị nên rửa lại. Rồi cái loại nấm thứ nhì là Phương Quỳnh có, nó gọi, Phương Quỳnh không biết nó gọi là cái nấm gì. Thì thường nó có cái nấm tròn tròn như vậy nè quý vị. Thì cái miếng như vậy thì nó hơi to, sau khi mình ăn thì quý vị có thể cắt làm đôi.
thì Phương Quỳnh đã cắt ra làm đôi rồi. Còn cái nấm rơm này á, thì nó nhỏ thì mình không cần cắt ra làm đôi đâu. Nếu mà quý vị lỡ mua cái hộp nấm rơm nào mà cái nấm rơm nó hơi to đó thì mình cắt ra làm đôi cho nó vừa ăn là được rồi. Tại vì nếu mà mình để những cái miếng to quá thì lúc mà mình ăn vô nó sẽ ngán. Còn nếu mà mình cắt vừa ăn như vậy thì mình ăn nó vừa ngon mà nó vừa không ngán nữa. Thì Phương Quỳnh cũng bỏ hết tất cả các loại nấm vô trong nồi luôn. Tại nấm này á, mình nấu lâu nó không có bị mềm hoặc không có bị nhũn, cho nên mình không có sợ là bỏ vô sớm quá hoặc là bỏ vô trễ quá. Quý vị cứ bỏ hết vô thì cái nước nó sẽ càng thêm ngon ngọt hơn. Thì quý vị thấy mà thí dụ cái nồi mà nó hơi đầy á, thì mình bỏ ít lại các loại nấm, còn nếu mà nó còn chỗ á, thì mình bỏ thêm vô. À, quý vị thấy cái nồi của Phương Quỳnh đầy như vậy thôi là tại vì hồi nãy lúc đầu đó là mình có bỏ bỏ củ cải với cà rốt vô để mình hầm nước á, cho nên cái nồi nó hơi đầy. Khi mà mình nấu hết cái nước ngọt rồi mình lấy ra thì cái nồi của mình nó lại vơi lại, cho nên quý vị đừng sợ là mình bỏ nhiều nấm quá hay gì hết á. Thì bây giờ là mình chờ cho nước sôi ha. Trong lúc mà mình chờ cho nước sôi thì Phương Quỳnh sẽ qua đây nói về nuôi với lại một số thứ khác. Ở đây là Phương Quỳnh có một tô nuôi như vậy. À, quý vị mua loại nuôi nào quý vị thích ở ngoài chợ cũng được. À, nuôi nhỏ, nuôi chữ hoặc là cái nuôi xoắn như vậy tùy sở thích của mỗi người. Thì Phương Quỳnh mua nuôi ở đây thì Phương Quỳnh theo cái sự hướng dẫn ở đằng sau của cái mỗi cái hộp nuôi nó sẽ có cái sự hướng dẫn làm sao mình luộc nuôi. Thì quý vị cứ luộc giống như vậy. Nhưng mà theo Phương Quỳnh mỗi khi mà Phương Quỳnh luộc á, thì Phương Quỳnh vẫn theo cái sự hướng dẫn của đằng sau cái hộp nuôi. Nhưng mà cái lúc mà quý vị nấu nước cho nó sôi đó thì quý vị bỏ vô cho Phương Quỳnh một muỗng dầu với một muỗng muối. Cái lý do tại sao mình bỏ dầu vô á, là mình bỏ dầu vô khi mà mình luộc nuôi xong đó, quý vị thấy là cái nuôi của Phương Quỳnh nó rất là tơi, nó không có bị đóng cục lại với nhau. Thì quý vị nhớ là bỏ một ít dầu vô mình đảo đều thì cái nuôi nó sẽ không bị đóng cục khi mà mình luộc cái nuôi xong rồi. Còn mình bỏ một chút xíu muối vô á, là để mình ăn cái nuôi cho nó có cái vị đậm đà. Nhiều khi cái nước canh của mình đậm đà nhưng mà cái nuôi nó lạt thì nó làm mất cái vị ngon của cái món ăn của mình đi. Thì mình sẽ bỏ một ít muối vào trong đây. Khi mà quý vị thấy nuôi nó đã chín rồi theo cái sự hướng dẫn đằng sau á, thì quý vị nhớ xả nước lạnh cho Phương Quỳnh liền. Cái lý do tại sao mình xả nước lạnh đó là tại vì khi mà mình lấy nuôi ra thì cái độ nóng nó vẫn còn ở trong nuôi. Mặc dù mình đã lấy nuôi ra rồi nhưng mà nó vẫn còn nấu ở trong đó thì nó sẽ làm cho cái nuôi mình bị mềm. Cho nên quý vị xả nước lạnh là nó sẽ ngưng ngay cái độ nấu và cái nuôi của mình sẽ giữ đúng cái độ cứng mà mình muốn như vậy. Thì hôm nay Phương Quỳnh chỉ nấu nuôi, nhưng mà quý vị có thể áp dụng công thức này cho mì hoặc hủ tiếu hoặc bánh canh, tất cả cái gì chay cũng được, cũng cái nồi nước dùng này. Nhưng mà thấy hôm nay mình ngán ăn nuôi thì mình có thể mua một bịch bánh canh ở ngoài cũng được, hoặc là mình có thể mua bịch mì luộc lên ăn cũng như vậy thôi. Thì cái nồi nước canh là cái công thức giống nhau, còn nuôi, mì, hủ tiếu là tùy sở thích của mỗi người. Rồi Phương Quỳnh có ở đây là một cái tô củ cải với lại cà rốt Phương Quỳnh đã cắt rồi. Thì hồi nãy cái lúc mà lúc đầu Phương Quỳnh nói là quý khán giả mua cái củ cải thiệt là bự với lại củ cà rốt thì mình cắt một khúc ra để mình làm cái nước dùng. Còn quý vị chừa lại cho Phương Quỳnh một ít thôi. Mình cắt nhỏ nhỏ như vậy nè quý vị. Thì cái này á, là mình không bỏ vô lúc đầu. Tại cái này á, mình sẽ bỏ vô cỡ 20 phút trước khi mình ăn cho nó chín tới. Là mình có thể bỏ luôn với cái nước dùng của mình. Là nó có thêm phần rau củ ở trong cái nước dùng của mình. Cà rốt cũng vậy. Cà rốt này á, thì quý vị nào có thời gian ở nhà thì quý vị tỉa bông. Phương Quỳnh đã tỉa bông cà rốt rồi. Thì khi mà mình bỏ lên cái tô của mình nó sẽ nhìn đẹp hơn. Còn quý vị nào không có thời gian mình tỉa bông mất cũng được, không sao quý vị. Mình cũng cứ cắt những cái khoanh nhỏ nhỏ giống như củ cải thôi. Tức là mình có hai loại, nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ ngồi chăm chút tỉa bông. Còn quý vị không có thời gian thì mình cứ cắt những cái miếng này. Rồi khi mà trước khi ăn 20 phút đó, thì quý vị bỏ vô. Tại vì quý vị thấy là cái cà rốt Phương Quỳnh cắt là những cái miếng nó vừa ăn rồi, nó không có to quá. Cho nên là nó không có tốn thời gian để khi mà mình nấu. Cỡ 20 phút là cà rốt bắt đầu đã mềm là mình có thể bỏ vô tô ăn được rồi quý vị. Trong lúc chờ nước sôi thì Phương Quỳnh có thêm một vài gia dụng, một vài những cái món mà mình cần bỏ thêm. Ở đây là Phương Quỳnh có cái này nó gọi là đường phèn. Thì quý vị bỏ thêm đường phèn vào trong cái nồi như vậy á, để cho cái nước nó thêm ngọt hơn. Tại vì nếu mà nấu đồ chay nhiều khi củ cải không thì nó không đủ ngọt. Quý vị đừng bỏ nhiều đường phèn quá. À, quý vị thấy cái nồi của Phương Quỳnh ở đây á, thì bây giờ Phương Quỳnh chỉ bỏ một cái cục nhỏ này vô thôi.
quý vị bỏ vô và nấu chung thì cái nước nó sẽ ngọt. Quý vị bỏ nhiều quá thì cái nước nó sẽ ngọt mất tự nhiên đi. Và khi mà nó ngọt quá rồi đó là mình không thể nào mình sửa được cái nước đó hết. Khi mà quý vị mà cho nhiều đường quá rồi mà mình có thêm muối vô này nọ thì nó mất ngon. Mà mình cho thêm nước lạnh vô á thì nó sẽ mất cái vị ngọt đi. Cho nên là mình có thể xài nhưng mà mình đừng lạm dụng cái đường này nhiều quá. Thì đồ chay thì rất là dễ thôi quý vị. Ngoài cái này nó đã có sự ngọt tự nhiên của một ít đường phèn và một ít rau củ với nấm. Thì mình chỉ cần ở đây muối thôi. Phương Quỳnh là xài muối. Quý vị nào thích xài thêm cái bột nấm á, thì quý vị có thể bỏ vô thêm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Phương Quỳnh mà mỗi khi mà Phương Quỳnh bỏ cái bột nấm thì nó có cái mùi nó không có được ngon cho lắm. Cho nên Phương Quỳnh là thường không bỏ cái bột nấm. Mình sẽ có một ít muối ở đây. Khi mà nước sôi thì mình bắt đầu mình nêm. So với cái món này thì cái nước dùng của mình quý vị nêm cho Phương Quỳnh hơi mặn hơn một chút xíu so với cái lượng mà mình hay ăn thường ngày. Tại vì cái nui này nó lạt. Phương Quỳnh hồi nãy có nói là mình có bỏ một chút xíu muối vô trong lúc mà mình luộc nui. Nhưng mà cái độ lạt đó nó cũng sẽ không có đủ đâu quý vị. Cái độ mặn đó nó sẽ không có đủ cho nui. Cho nên khi mà mình chan nước canh vô cái nui đó thì nó sẽ làm lạt đi cái tô nước của mình. Thì quý vị nêm cho Phương Quỳnh hơi mặn hơn một chút xíu. Để khi mà mình chan với nui rồi là vừa rồi. Mình đừng nêm mặn quá. Thí dụ mà quý vị thích thì mình có thể chấm thêm nước tương. Nếu mà mình không muốn chấm thêm nước tương thì mình nêm hơi mặn hơn một chút xíu so với mình ăn thường ngày. Ngoài ra ở đây Phương Quỳnh có một chén hành ngò. Tại vì nuôi mà thiếu hành ngò là mất đi cái sự ngon của nó rồi. Và một ít tiêu. Thì bây giờ là mình chỉ đợi cái nước của mình sôi thôi là mình bắt đầu làm tiếp. Quý vị ơi, bây giờ cái nồi của Phương Quỳnh, cái nước ngọt của cái củ cải với lại củ cà rốt nó đã ra rồi. Và Phương Quỳnh cũng bỏ những cái miếng nhỏ nhỏ vô được cỡ 5 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt những cái thứ mà mình không cần ra. Giống như cái hành tây này là mình không cần nữa thì mình sẽ vớt ra. Thì cái lúc mà mình múc đồ ăn đó, nó sẽ không bị dính vào cái đồ ăn của mình. Tại vì cái này hồi nãy Phương Quỳnh có nói ngay lúc đầu là mình chỉ bỏ vô để lấy nước ngọt thôi. Rồi bây giờ mình xài hết rồi thì mình lấy ra. Cho nên lúc đầu cái đó là lý do tại sao Phương Quỳnh nói là mình cắt những cái củ cải với củ cà rốt to như vậy nè để mình lấy ra cho dễ thôi. Chứ mà quý vị cắt nhỏ nhỏ cùng với những cái mà mình ăn á thì lúc mà mình lấy ra nó rất là khó và nó bị mềm nữa. Quý vị thấy là cái củ cải của Phương Quỳnh nấu là bây giờ nó đã hết nước luôn, là nó đổi sang cái màu hơi ngà ngà luôn quý vị. Là cái nồi nước này sẽ rất là ngọt, nó ngọt từ củ sắn. Nếu mà quý vị nào ở nhà có táo hoặc lê hoặc là mình không có ăn hết đó, mình có thể bỏ vô hết, mình cứ nấu hầm nước rồi mình sẽ lọc lại lấy cái nước trong rồi mình sẽ nấu canh hoặc là mình dùng mà nấu cái này cũng được nè. Mình đừng có bỏ phí làm chi. Tại vì Phương Quỳnh biết là giống như cái đợt gần Tết là mọi người hay mua nhiều trái cây rồi mình dư nhiều quá mình không biết làm gì thì quý vị cứ bỏ hết vô cái nồi hầm lấy nước ngọt. Sau khi mà Phương Quỳnh vớt gần hết cái mấy cái củ cải với cà rốt ra rồi là quý vị thấy là cái nồi của mình nó bị vơi xuống hẳn luôn quý vị ơi. Hồi nãy là quý vị nhớ là cái lúc đầu là mình thấy nó đầy lên có mình hơi sợ ha. Bây giờ mình đã lấy ra rồi là cái nồi của mình nó đã vơi rồi, nó không nhiều quá đâu. Là cái một cái nồi như vậy là đủ cho 4 người ăn. Là Phương Quỳnh nhắc lại là 8 cốc nước. Hồi nãy lúc mà Phương Quỳnh bỏ vô lúc đầu là Phương Quỳnh bỏ 4 cốc nước lạnh với 4 cốc nước mà mình ngâm nấm đông cô. Rồi mình sẽ bỏ củ cải, cà rốt, tất cả loại nấm vào để mình hầm lấy nước. Rồi cái cà rốt mà mình tỉa bông như vậy thì mình bỏ cỡ 15-20 phút trước khi mình ăn làm cho nó mềm thôi. Chứ mà mình bỏ vô sớm quá là nó sẽ bị nhũn ra, nó không ngon. Bây giờ Phương Quỳnh bỏ tiếp những cái cục lớn lớn này ra. Là tại vì nó đã mềm rồi, mình hâm nó cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ cái nồi này của Phương Quỳnh là mình sẽ nêm muối vô. Hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị nào thích thì mình có thể nêm thêm bột nấm. Nhưng mà tại cái bột nấm thường nó hơi có cái mùi của cái bột nấm á, Phương Quỳnh không có thích cái mùi đó. Cho nên mình chỉ nêm đơn thuần là muối. Với lại hồi nãy lúc đầu Phương Quỳnh có bỏ một cục nhỏ đường phèn vô. Là mình nấu đến bây giờ là cái đường phèn nó cũng tan ra, nó thêm cái sự ngọt cho cái nước của mình rồi. Thì ở đây Phương Quỳnh là mình bỏ vừa mình hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị lúc mà nêm á là mình nêm hơi mạnh tay hơn so với mình ăn cái súp thường. Tại vì cái nui của mình nó hơi lạc á quý vị. Mình nêm nó lạc quá thì mình ăn vô nó sẽ mất ngon. Còn mình nêm hơi đậm hơn tí á thì mình ăn vô với lại cái nui mình nó lạc mình ăn vô là vừa rồi.
Thì quý vị tùy quý vị nào thích ăn đậm lạc thêm thì mình bỏ theo sở thích của mình thôi. Bây giờ để Phương Quỳnh nếm thử cái nước của mình. Phương Quỳnh thấy nó vẫn còn hơi lạc, cho nên là Phương Quỳnh sẽ bỏ thêm một ít muối vô. Nếu quý vị nào mà sợ mà lạc mà giống như mình hâm đi hâm lại mà nó sắc xuống á, quý vị nêm lạc cũng được. Rồi mình sẽ có một chén nước tương ớt mình chấm cái nấm vô cũng ngon lắm. Giờ Phương Quỳnh sẽ nêm lại nha. Bây giờ nó đã vừa ăn rồi, nó hơi mặn hơn so với cái độ mà mình thích là được rồi quý vị. Thì ở đây là hồi nãy Phương Quỳnh múc sẵn ra một tô nui rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ những cái đồ ăn vô. Mình cứ bỏ mỗi thứ một chút, mình bỏ một ít cà rốt, một ít củ cải, rồi tất cả các loại nấm mình cứ chan vô thôi. Quý vị nào thích ăn nhiều nấm thì mình cho nhiều nấm. Quý vị nào thích ăn nhiều cà rốt thì mình cho nhiều cà rốt. Đó là theo sở thích của mỗi người. Rất là dễ. Rồi cái món này mình không thể thiếu là hành ngò. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ rắc một ít hành ngò lên trên. Và cái cuối cùng là tiêu nữa mà quý vị. Mình bỏ một ít tiêu lên. Như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi suốt chương trình món nuôi chay vừa rồi. Hy vọng là quý vị sẽ dễ dàng làm món này ở nhà cho gia đình hoặc cho người thân, hoặc là những ngày rằm hoặc mùng 1 sắp tới. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.